Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 7.000 hecta, cây cao su được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực của huyện Đắc Hà. Song với ảnh hưởng của giá cả thị trường như hiện nay, việc tìm giải pháp nhằm hạ chi phí đầu tư, ổn định sản lượng, chất lượng sản phẩm là vấn đề được nhiều người trồng cao su quan tâm. Phương pháp khai thác mủ cao su bằng ép khí ethylene dù mới được áp dụng trong thời gian chưa lâu, song cũng đã phát huy được những ưu điểm vượt trội, góp phần giảm chi phí sản xuất, kéo dài chu kỳ kinh doanh và bảo vệ vườn cây. Phương pháp này đã mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân huyện Đắc Hà nói riêng và người trồng cao su nói chung. Gia đình ông Hà Văn Quyền có hơn 2 hecta cao su tại xã Đắc Ngọc đang cho khai thác mủ. Trước đây, vì áp dụng phương pháp cạo mủ truyền thống nên sản lượng cao su khai thác được không ổn định. Mặt khác, do phương pháp truyền thống yêu cầu kỹ thuật cao, lại phải cạo buổi sáng sớm nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chủ rẫy cũng như nhân công. Chưa kể đến, việc những ngày trời mưa không thể đi cạo mủ, thu nhập không ổn định. Những bất tiện trên đã gây ra không ít khó khăn cho đời sống gia đình. Đầu năm 2019, sau khi được giới thiệu kỹ thuật khai thác mủ cao su bằng phương pháp ép khí ethylene, ông Quyền chủ động tiếp cận và đầu tư mua sắm vật tư để áp dụng tại vườn cao su của gia đình. Sau thời gian ngắn, được cán bộ kỹ thuật đến tận vườn cây, hướng dẫn tận tình từ khâu lựa chọn vị trí đặt nắp, túi khí cho đến kỹ thuật khoan. Ông đã thành thạo việc khai thác bằng phương pháp mới này. Kết quả là không chỉ đỡ vất vả hơn trong quá trình khai thác, lượng mủ cao su cũng ổn định hơn, tránh được những tổn thương cho cây cao su và khả năng kháng bệnh của cây cũng được nâng lên. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã thu hồi số vốn đầu tư và chuẩn bị áp dụng trên toàn bộ diện tích cây cao su còn lại. Cạo truyền thống là như giá cả mình là mình thuế hầu như là không ăn thua gì nữa cả, mà còn lo sửa mát mát nữa. Mình làm cái vấn đề này là cái thứ nhất là mình được cái là làm 10 ngày. Trời mưa, trời gió thì mình tranh thủ lúc rau mà mình lấy được. Mà cái đi lấy thì nó cũng nhạt hơn. Tức là ví dụ một bên là thức đêm cầm giáo để cạo là tốn sức hơn. Nên cây này cầm cái da, cái khoan để bắn là xong và nhanh hơn. Vì là cái lượng mụ nó ra tầm cỡ, nếu mà có bữa thì nhiều gấp đôi, có bữa thì gấp rưỡi, có bữa thì ít nhất thì cũng bằng cái cả truyền thống, tức là cái nhát bơm khí cuối cùng. Nhà tôi làm cái này thì mình thấy lời được cái công, tận dụng lấy công của nhà. Nói chung là không sợ mất mát, mình làm nói chung là năng suất hơn, hiệu quả hơn, tại mình cứ đưa làm thôi. Tương tự như gia đình anh Quyền, chị Phạm Thị Hậu đang canh tác gần 8 hectare cao su tại xã Ngọc Vàng, huyện Đắc Hà. Trước đây cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế do giá mủ cao su xuống thấp. Mặt khác, vì gia đình ít người nên hầu hết các công đoạn khai thác mủ đều phải đi thuê người ngoài. Vừa không đảm bảo chăm sóc vườn cây, vừa tốn kém kinh phí. Sau khi được giới thiệu về phương pháp khai thác mủ mới, chị đã đầu tư để áp dụng trên toàn bộ diện tích cao su của gia đình. Sau một năm áp dụng, hiệu quả kinh tế của vườn cây được nâng lên đáng kể. Không chỉ tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, mà bản thân chị cũng chủ động được tất cả các khâu sản xuất từ quá trình khoan, bơm khí đến thu hoạch. Đồng thời, nhờ trực tiếp đi làm nên chị theo dõi được quá trình phát triển của vườn cây. Cạo truyền thống thì chị thấy thứ nhất là đi cạo đêm rất là vất vả. Bình thường thời tiết ổn định không sao, còn nếu mưa gió thì có thể mình cũng không thể cạo được. Nhưng mà riêng về cái áp khí này đấy, mình làm ban ngày ấy, là nó tận dụng được mọi lúc mọi nơi. Thậm chí mưa nhỏ mình vẫn làm được, chứ không phải như cạo truyền thống. Mà cạo truyền thống thì đêm hôm là mưa là gần như là công nhân nó cũng làm, nó không muốn đi được. Nhưng mà ban ngày thì có thể là mưa nhỏ khoác áo mưa làm vẫn được. Đấy, là nó hơn là cái cạo truyền thống ở chỗ đó. Và cái lượng khí thì như bên kỹ thuật thì có tư vấn là năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba trở đi nó sẽ tăng theo tỷ lệ. Thì chị năm nay thì chị mới bắt đầu bước sang năm thứ hai thì chị cũng chưa thu, chị cũng chưa biết. Nhưng mà năm đầu tiên thì chị thấy so sánh mà với cái năm cạo truyền thống ấy và cái cạo áp khí đấy thì chị thấy là nó nợ được cái công. Đó, nợ cái công mà khỏe cái cây. Vì cái cây của mình đi truyền thống mình đi D2, nhưng mà đi áp khí là chị đi D4. Tức là cái cây nó được nghỉ nhiều dài ngày hơn là cái cạo truyền thống. Đó. Thì chị nghĩ là nó như thế nó sẽ có thời gian và sức của nó sẽ tốt hơn là mình cạo truyền thống. Nói chung là với cái tình hình giá cả như hiện nay đấy, thì chị nghĩ là ví dụ như cái vườn của chị, mình đi cái mức D4 là lượng mủ thậm chí nó còn hơn cái mức là mình đi D2. Đó. Đi D2 và cạo truyền thống đấy,
là cái công, ví dụ mình mất 2 công thì đằng này mình chỉ mất 1 công thôi. Chính vì cái đó nên là nó bù trừ qua cho cái giá cả thị trường nó thấp. Nên là chị thấy là nói chung là như gia đình nhà chị á, thì chị thấy là nói chung là chị sẽ vẫn tiếp tục phát triển theo cái phương pháp cả áp khí này. Ethylene là một hormone thực vật có trong cao su. Trong quá trình cây cao su bị khai thác thì hormone ethylene ngày càng giảm theo số lượng da mất đi, cho dù lớp da tái sinh hình thành trở lại. Đặc biệt với cây cao su 15 tuổi, khi chúng ta khai thác mủ càng nhiều thì lượng hormone bị thiếu hụt càng lớn. Khi hormone bị thiếu hụt thì nó làm lượng mủ tái sinh ngày càng giảm. Nguyên tắc của kỹ thuật khai thác mủ bằng phương pháp ép khí ethylene là bơm thêm khí ethylene vào cây nhằm bổ sung thêm hormone, giúp cây tái tạo mủ và phục hồi tuyến mủ trở lại. Ngoài ra, đối với cây bị thiếu hormone, ethylene góp phần vào sự tăng trưởng của cây cao su so với bình thường, đồng thời khống chế được lượng mủ chảy ra ổn định, theo định mức, không làm ảnh hưởng cây. Thì qua thời gian áp dụng ở địa bàn Kon Tum từ năm 2018, thì những vườn năm 2018 và 2019 triển khai á, thì cái người hướng dẫn họ đi khá là sát cái vườn mà thực hiện, nên là đa phần là gần như là hầu hết là bà con là đạt được hiệu quả. Cái cây vẫn phát triển bình thường và cái sản lượng năm 2019 tăng hơn 2018 từ 10 đến 20%. Và đồng thời qua năm 2019 á, thì cái tầng lá và cái đường kính cây nó phát triển rất là tốt. Nên là dự báo là trong năm 2019 là có khả năng là cái sản lượng nó tiếp tục nó tăng hơn so với năm trước. Nhờ những ưu điểm vượt trội hơn so với kỹ thuật khai thác mủ cao su truyền thống, hiện nay rất nhiều người trồng cao su trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tiếp cận và áp dụng phương pháp này. Riêng tại tỉnh Kon Tum, hiện có khoảng 200 hộ dân tại 6 huyện, thành phố gồm Đắc Hà, Đắc Tô, Con Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy và thành phố Kon Tum đã áp dụng cho vườn cây của gia đình với tổng diện tích trên 400 hectare. Qua nhiều vụ khai thác, hầu hết đều phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cái thứ nhất là cái công việc là ban ngày nó nhàn nhã. Cái thứ hai là cái sản lượng là ra cũng tương đối là cho thu nhập là đạt, chứ không có phải là không đạt. Nếu mà tính đến cái sản lượng nó là còn đạt hơn là cạo thủ công, lượng mủ ra nhiều mà đi D3 chứ không phải làm D2. Cái sản lượng đó, nó gấp 3 mới cạo truyền thống ngày xưa đấy. Nên thế công nó giảm đi nhiều đấy, thời gian nó nằm khỏe rồi, nằm vào ban ngày, tức là chiều đi là nằm 1 giờ được, 2 giờ mà 3 giờ đi cũng được, không phải thức khuya như làm kiểu cạo truyền thống. Nó lợi nhuận cái đó, nó không mất sức nhiều. Nói chung là bước đầu thì khá là khó khăn, bởi vì mình làm nó mới đầu mình không có đại lý ở gần á, mình phải tự mày mò, thì mình phải riêng cái thời gian đóng nắp chóp này, rồi thời gian bơm khí là mình rất là lâu. Mình nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, thì bây giờ làm quen rồi, nó sẽ mất khoảng 1 đến 2 lần đầu tiên. Nhưng mà đến lần thứ 3, thứ 4 rồi thì mình quen rồi thì nó rất là nhanh, nó rất là gọn. Làm trong vòng độ khoảng, ví dụ Nam làm 500 cây trong vòng độ khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ là vừa làm vừa nghỉ thì mình sẽ xong. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội của phương pháp ép khí ethylene trong khai thác mủ cao su, hiện nay có nhiều thông tin trên mạng xã hội đang lo lắng việc khai thác mủ bằng phương pháp ép khí ethylene sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của cây cao su. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người đã trực tiếp sử dụng nhiều năm, yếu tố quan trọng nhất đảm bảo được sản lượng, chất lượng mủ và sự phát triển của vườn cây chủ yếu phụ thuộc vào kỹ thuật khai thác. Cùng với đó, khi tiếp cận và áp dụng kỹ thuật khai thác mủ bằng phương pháp ép khí ethylene, bà con nông dân cần liên hệ đến các đại lý tin cậy của công ty để được tư vấn kỹ thuật và được cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế cũng như ảnh hưởng đến vườn cây. Mình cạo truyền thống thì cái vết cắt nó khá là lớn, nên qua mình cạo năm nay qua năm sau, những hàng tuyến mủ của mình nó đạt ở mức như cây chưa cạo đi, tuyến mủ là 100%. Thì khi mình cạo thì cái tuyến mủ mình cạo truyền thống 1-2 cây thì tuyến mủ nó giảm xuống chẳng hạn 60%. Nếu mà mình tiếp tục mình cạo tiếp
thì cái tuyến mũ qua năm sau nó chỉ ở mức 60% trở xuống thôi. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái phương pháp này để mình tạo vết thương nhỏ thì qua năm sau cái tuyến mũ của hình nó tăng lên nhiều hơn và cái năng suất đạt hơn, với điều kiện mình làm đúng phương pháp. Còn nếu mà mình làm sai phương pháp thì cái cây nó sẽ bị quá sức và nó xảy ra những hiện tượng nó giống như là như năm 2019, rất là nhiều đơn vị ra họ bán sản phẩm nhưng mà họ lại không có phương pháp làm, hoặc họ hướng dẫn hoàn toàn sai cách. Nó dẫn tới là cái người dùng họ cứ nghĩ là cái này đơn giản, ai làm cũng được, cứ mua về xong rồi cứ lên mạng nghe theo những cái video clip đó hướng dẫn, nhưng mà nó sai cách. Nó dẫn tới là năm vừa rồi rất là nhiều đơn vị ra và cũng rất là nhiều bà con mua, và khi mà mua về thì nó sẽ xảy ra tình trạng giống như là giảm mũ, giảm độ, rồi cây bị vấn đề, bị bong da ra, lòi ra cả gỗ. Thì khi mà gỗ lòi ra thì nó sẽ bị đen gỗ, thì nó sẽ làm cho trong cái thị trường á, trong cái người dân họ rất là hoang mang. Còn nếu mà làm đúng cách á, thì giống như địa bàn Kon Tum thì là không, bất cứ không có một cái vườn nào mà xảy ra cái tình trạng như vậy, và sản lượng năm sau nó sẽ tăng hơn năm ngoái, và sản lượng năm sau nữa nó sẽ tăng từ từ, nó tăng dần đều lên, và cái cây nó phát triển tốt, cái tuyến mũ nó phục hồi lại tốt hơn so với là phương pháp đào cạp truyền thống. Có ý thì cũng nghe dư luận người nói là làm cái này đã ảnh hưởng, nhưng mà thực tế tôi làm quá một năm là tôi nhìn cái vườn lá của cây rất phát triển rất tốt, rất đẹp. Tôi giờ không lo gì cái chuyện nào cả. Và một câu đứng còn là cái vấn đề thì đó là giờ cái tiếp tục cái vụ mới đi đó, tôi triển khai là cái thiết bị có sẵn rồi, chuẩn bị làm. Nhưng mà hoạt động cái giá cả thôi, còn là vấn đề là làm cái này so với cả truyền thống thì mình phải cẩn thận. Nó nhúc là cái khâu đóng hấp chóp á, để mình làm sao mà mình đóng cho cẩn thận khỏi nó chì cái khí nó ra, thì cây không hấp thụ được, là nó không có mụn, nó tức là mụn nó kém. Cái sản lượng nó ra thì nó cũng tăng khoảng từ khoảng 20-30% so với mình cạo truyền thống. Thì mình tăng cái sản lượng lên so với cạo truyền thống thì kinh tế mình chắc chắn sẽ lên được một chút. Nên là nhưng mà làm cái đây thì cũng lưu ý bà con là nếu mà ai mà muốn làm thì nên nắm bắt sát kỹ thuật một chút. Bởi vì theo sát với đại lý bán hàng cho mình thì người ta sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng loại cây, từng giống cây, cũng như cái sản lượng mình lấy thế nào cho nó phù hợp. Đừng để cây nó mất sức quá rồi nó bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ quyết tâm là làm sử dụng lâu dài chứ không có sợ gì. Vì cây cối không ảnh hưởng gì mà cái lực lượng lao động là ai làm được hết. Nó nhàn, nó cầm cái khoan đi khoan thì nó bình thường, nó không có vất vả như là cạo. Phương pháp dùng khí ethylene được giới thiệu trong ngành công nghiệp cao su và được áp dụng rộng rãi vì hiệu quả, an toàn, tiết kiệm chi phí. Việc người tiếp cận với kỹ thuật này sẽ mở ra hướng đi mới cho người trồng cao su, giúp kéo dài thời gian chảy mũ và tăng sản lượng cao su thu hoạch, đồng thời đơn giản hóa công lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm cho người nông dân trước những biến đổi của giá cả thị trường như hiện nay. Cái năm 2019 rất là nhiều đơn vị ra và họ làm sai phương pháp, nên rất là nhiều người dân họ mua về họ làm bị thất bại, là họ không nắm được cái phương pháp họ làm. Nên nó dẫn tới là năm 2020 thì rất là nhiều người nghi ngờ phương pháp này. Có nghĩa là mình chỉ là một trong những đơn vị mà cái sự phân phối của mình nó cũng hạn chế thôi. Mình làm đúng phương pháp thì cái sự phân phối nó cũng không có nhiều bằng những cái thị trường bên ngoài, không đáp ứng được thị trường bên ngoài. Thì nó dẫn tới là cái đồn đại rất là nhiều qua năm 2019 thì cái khách hàng của mình chủ yếu là từ những cái khách hàng gần những cái vườn mà họ khai thác là hiệu quả. Họ giám sát được những vườn đó hàng ngày, họ hàng xóm đó họ cứ qua họ xem. Nên họ thấy vườn này làm từ 2018 qua năm vẫn lượng mẫu tăng, qua năm 2019 lượng mẫu tiếp tục tăng. Và qua 2020 thì cái lá vẫn phát triển bình thường, cây không có cây nào nứt như thế nào đó. Thì họ tin tưởng hoàn toàn và họ tiếp tục họ triển khai. Nên còn những cái khách hàng mà ở những địa bàn khác đó, thì tiếp cận những cái luồng thông tin và những cái vườn mà họ làm thất bại thì nó dẫn tới là những cái khách hàng đó, cái đối tượng khách hàng nó sẽ thu hẹp lại, nó không nhiều. Nhưng mà mình nghĩ chậm mà chắc, có nghĩa làm như vậy thì những cái vườn phát triển từ những cái vườn họ đã làm tốt thì họ chắc chắn làm thành công, tại vì họ đã hàng ngày họ tiếp xúc, hàng ngày họ đi qua họ xem và họ nắm được cái kỹ thuật, cái phương pháp, thì nó dẫn tới là mình cái khách hàng của mình phát triển từ từ nhưng mà nó hiệu quả, và từ từ người ta sẽ nhìn nhận lại cái phương pháp này một cách đúng đắn hơn, một cách tốt hơn.
cái điều quan trọng nhất là phương pháp, thứ hai là cái sản phẩm nó phải đạt chất lượng để cho mà mình thu mủ một cách ổn định nhất, và cái thứ ba là cái che mưa. Thì nếu mà về phương pháp thì bà con nên tìm hiểu rõ, có thể là tài liệu nước ngoài hoặc là tài liệu mình có thể đã dịch từ nước ngoài mình dịch ra thành tiếng Việt, và đồng thời là phát triển thêm cái phương pháp hơn nữa để mà nó phù hợp với cái thị trường cây cao su Việt Nam. Thì các bà con có thể tham khảo là website là website caomuhbangkhi.com hoặc là lấymuhbangkhi.com. Mình có và có thêm những cái kênh, những cái group như là group là hội khoan lấy mũ đúng phương pháp, hoặc là hội chia sẻ kỹ thuật khai thác mũ cao su, hoặc là cái bay là khoan chọt lấy mũ cao su bằng khí ethylene. Thì những cái kênh đó là những cái kênh chính thống bên mình để giúp bà con thấy được là những cái vườn họ làm đúng phương pháp thì nó sẽ như thế nào, và những cái bà con gặp vấn đề gì về những cái vườn của mình thì có thể là post lên đó để mà có sự trả lời về từ cái đơn vị kỹ thuật